Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 1 tháng 11, bão số 7 giật cấp 13 có thể mạnh thêm trong 12 giờ tới, sau đó suy yếu dần và được dự báo ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Hiện nay do ảnh hưởng của bão số 7 đang đạt cường độ cực đại gây gió mạnh và biển động dữ dội. Tại vùng biển ảnh hưởng gồm khu vực Bắc Biển Đông và vùng quần đảo Hoàng Sa, cùng với đó Ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh thành phố dừng cấp phép cho tàu thuyền máy bay di chuyển qua khu vực ảnh hưởng của bão số 7 đang hoạt động trên biển Đông. Dự báo từ ngày 4 tháng 11, bão sẽ suy yếu thành áp thấp, vùng ảnh hưởng của áp thấp được dự báo sẽ ít ảnh hưởng đến vùng đất liền của nước ta. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội, trong 2 tuần gần đây, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trên địa bàn thành phố. Trong tuần tính đến ngày 30 tháng 10, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết là 1.205 người, trong đó có 3 ca tử vong. Số ca mắc năm 2022 tăng gấp đôi so với trung bình cùng kỳ 5 năm Tính đến ngày 30 tháng 10, thành phố ghi nhận thêm 62 ổ dịch mới. Cộng dồn trong năm 2022, Hà Nội đã ghi nhận 800 ổ dịch tại 30 quận huyện. Hiện còn 139 ổ dịch đang hoạt động tại 24 quận huyện. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết năm 2022 đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch. Hiện tại tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, dự báo số ca mắc tiếp tục ghi nhận ở mức cao. Nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong, do đó cần tiếp tục bám sát tình hình, sẵn sàng nhân lực, cơ số vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ra đời vào năm 2012, giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng trở thành giải đấu chính thức được tổ chức thường niên do báo Hà Nội mới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện môn bóng bàn trên địa bàn thủ đô cũng như các tỉnh thành trong cả nước. Sau một năm dừng tổ chức vì dịch COVID-19, giải năm nay diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 11. Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng năm nay có 68 đơn vị với hơn 300 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư tham dự. So với giải năm trước, giải năm nay tăng thêm một nội dung thi đấu là đôi nữ trên 45 tuổi. Giải gồm 12 nội dung, đơn nam lãnh đạo, đồng đội nam hạng A, đồng đội nam hạng B, đơn nam hạng A, đơn nam hạng B từ 45 tuổi trở lên, đơn nam hạng B dưới 45 tuổi, đơn nữ dưới 45 tuổi, đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đôi nam có lãnh đạo, đôi nam nữ trên 45 tuổi không phân biệt hạng, đôi nam nữ dưới 45 tuổi không phân biệt hạng và đôi nữ trên 45 tuổi. Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tối đa hai nội dung thi đấu. Năm nay có sự tham gia của nhiều tay vợt nổi tiếng và nhiều vận động viên là cựu tuyển thủ quốc gia. Ban tổ chức sẽ trao cúp, cờ, tiền thưởng, huy chương cho các đội, đôi, cá nhân đoạt giải nhất, nhì, đồng giải ba ở các nội dung thi đấu. Tổng giá trị giải thưởng là 124 triệu đồng.